cầu, có 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại là đất, nước, không khí, lửa và điện tử âm dương, gồm có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiện Bội Châu, cũng gọi là Nam Diêm Phủ Đề, tức địa cầu loài người đang sinh sống, Bắc Cô Lôi Châu, Thượng Tu Di Châu, Hạ Diệm Quang Châu. Trái đất này có 6 loài sống chung: loài thần, loài người, loài ngạ quỷ, chia hai nơi sống. Loài ngạ quỷ nào ham muốn ở ngoài đường phố để giành giật thức ăn của người khác ăn thì gọi là cô hồn. Loài ngạ quỷ nào thích ở trong dòng tộc để phân bổ đi luân hồi gọi là hương hồn. Lưu ý, loài ngạ quỷ được phép ở ngoài dòng tộc lâu nhất là 49 ngày thì bắt buộc phải vào dòng tộc hay làm cô hồn. Vì vậy, người nào chết làm loài ngạ quỷ thì gia đình phải cúng cho họ ăn, còn các nơi khác không cần cúng. Vì sao? Vì các loài khác đã đi nơi khác rồi nên không cúng. Loài súc sinh có vô số loài, loài địa ngục có 18 tầng. Loài thực vật có vô số loài. Nhiệm vụ của mỗi loài: 1. Loài thần có 4 giai cấp. Giai cấp 1, thần chủ thế giới có nhiệm vụ mượn thân người lập ra đạo thần. Giai cấp 2, thần chủ của mỗi quốc gia có nhiệm vụ tiếp đạo của thần chủ thế giới đem về quốc gia mình để nhân dân trong quốc gia mình ai tin thì tu hành. Giai cấp 3, thần chủ vùng của mỗi quốc gia có nhiệm vụ mượn thân người lập gia đình để nhân dân trong vùng có nơi dân làng hội họp lo an ninh trong làng, cầu cho quốc thái dân an, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, vân vân. Giai cấp 4, thần tự hành của mỗi quốc gia có nhiệm vụ thực hiện theo sự phân công của thần vùng. 2. Loài người có 5 nhiệm vụ: bầu chọn người lãnh đạo quốc gia, bầu chọn người lãnh đạo các địa phương, đề cử những người làm việc cho quốc gia và các địa phương, sử dụng cách tưởng của tánh người để tạo các nghiệp, dẫn tánh Phật đi luân hồi, sử dụng cách tưởng của tánh người để tạo công đức, dẫn tánh Phật trở về Phật giới. 3. Loài ngạ quỷ có 2 đường chọn. Một là vào trong dòng tộc để làm hương hồn, để dòng tộc phân bổ tái sinh làm người tạo nghiệp nữa. 2. Là ở ngoài dòng tộc để làm cô hồn tự do. 4. Loài súc sinh có 2 nhiệm vụ: trả nhân quả khi còn làm con người mang nghiệp sát hại loài súc sinh, làm thức ăn cho các loài. 5. Loài địa ngục có 1 nhiệm vụ: trả nhân quả khi mang thân người gây trọng tội. 6. Loài thực vật có 3 nhiệm vụ: trả nhân quả làm loài hoa nấm, cũng gọi là hoa báo, để trả nợ khi làm người đi lường gạt người khác. Đặc biệt, giác ngộ giải thoát mình không biết mà nói mình biết, tổ chức dạy để lấy tiền của người khác nên bị làm hoa báo. Chương 3. Quy luật luân hồi của trái đất. Trái đất này là nơi luân chuyển theo chu kỳ thành trụ hoại diệt, gọi là nhân quả luân hồi theo sự cuốn hút của điện tử âm dương. Do đó, loài người, động vật và thực vật sinh sống nơi trái đất này đều phải luân chuyển theo quy luật của trái đất. Vì vậy, không một cá thể nào thoát ra ngoài quy luật này được, mà loài người đóng vai trò là trung tâm luân hồi đi trong tam giới này. Ở trái đất này, ai muốn hưởng phước dương thì tu hành như dưới đây. 1. Muốn đến cõi trời vô sắc, hưởng nghiệp phước thanh tịnh thì ở trái đất này, hằng ngày phải làm 2 việc như sau. Thứ nhất, thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng dụng công ngồi thiền, ép cho thân và tâm mình được thanh tịnh để tạo lực vãng sinh đến cõi trời thanh tịnh ở, để lưu vào tàng thức mình cảnh thanh tịnh, tức tự mình tạo ra làn sóng điện từ dương cực mạnh làm lực đẩy. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, 2 nghiệp lực nói trên đưa trung ấm thân của mình đến 1 trong 11 hành tinh cõi trời vô sắc sinh ra và sống ở đây. Cảnh và thân của những vị trời ở cõi vô sắc này cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. Ở cõi trời vô sắc này không làm việc, chỉ hưởng phước nghiệp thanh tịnh do mình tự tạo ra khi còn ở thế giới loài người. Ăn uống, trái cây, hoa lá, nước cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc có đầy khắp trong hành tinh này. Muốn ăn uống thì có sẵn,
Quan hệ trời nam và trời nữ, thích là tự do, không lệ thuộc dòng tộc hay lễ nghi. Để tiếp nhận chung ấm thân từ loài người vãng sinh đến, khi trời nữ mang thai được 280.000 ngày thì sinh ra trời con. Trời con khi được sinh ra tự lớn lên, muốn đi chu du đâu cũng được. Tuổi thọ cao nhất ở cõi trời vô sắc này là 100.000 năm so với địa cầu này. Nếu nghiệp phước đức được vô lượng thì sống đủ 100.000 năm, còn thiếu thì chỉ sống bằng với số nghiệp phước đức của mình tự tạo ra mà thôi. Khi hết tuổi thọ phải quay trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. 2. Ai muốn đến cõi trời hữu sắc hưởng phước vui tươi rực rỡ thì ở trái đất này hàng ngày phải làm hai việc như sau. Thứ nhất, thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng cầu xin và lạy lục mong được đến cảnh vui tươi và rực rỡ sinh sống. Để lưu vào tàng thức của mình cảnh này, tức tự mình tạo ra làn sóng điện từ dương cực mạnh làm lực đẩy. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, hai nghiệp lực nói trên đưa chung ấm thân của mình đến một trong 11 hành tinh cõi trời hữu sắc sinh ra và sống ở đây. Cảnh và thân của những vị trời ở cõi trời hữu sắc này cấu tạo bằng điện từ âm dương có 12 màu sắc rực rỡ. Ở cõi trời hữu sắc này không làm việc mà chỉ hưởng phước nghiệp dương do mình tự tạo ra khi còn ở nơi thế giới loài người. Ăn uống, trái cây, hoa, lá, nước cấu tạo bằng điện từ âm dương có 12 màu sắc rực rỡ, có đầy khắp trong hành tinh này. Muốn ăn uống thì có sẵn. Quan hệ trời nam và trời nữ, thích là tự do, không lệ thuộc dòng tộc hay lễ nghi, để tiếp nhận chung ấm thân từ loài người vãng sinh đến. Khi trời nữ mang thai được 28.000 ngày thì trời con được sinh ra và tự lớn lên, muốn đi chu du đâu cũng được. Tuổi thọ cao nhất ở cõi trời hữu sắc này là 10.000 năm so với địa cầu. Nếu nghiệp phước đức dương vô lượng thì sống đủ 10.000 năm, còn thiếu chỉ sống đủ bằng với số nghiệp phước đức dương của mình tự tạo ra thôi. Khi hết tuổi thọ phải quay trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. 3. Muốn đến nước tịnh độ hưởng phước vui tươi mà thanh tịnh thì ở trái đất này hằng ngày phải làm hai việc như sau. Thứ nhất, thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng cầu xin và lạy lục Đức Phật A-di-đà, mong Ngài rước về nước tịnh độ của Ngài ở. Muốn cho chắc chắn, liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm khi nào tiếng mình không còn niệm nữa mà tiếng niệm vẫn trôi chảy là thành công. Đồng nghĩa, trong tàng thức của mình đã lưu được dòng chảy do làn sóng điện từ dương đã được thiết lập kiên cố. Khi hết duyên sống nơi trái đất này, tự làn sóng điện từ dương này kéo mình vãng sinh đến nước của Đức Phật A Di Đà sinh và sống ở đây. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, hai nghiệp lực nói trên đưa chung ấm thân của mình đến nước tịnh độ của Đức Phật A Di Đà sinh ra và sống ở đây. Cảnh vật và sự sống ở nước tịnh độ như sau. Cảnh vật và thân tiên nam tiên nữ cấu tạo bằng 12 màu sắc điện từ âm dương rực rỡ. Ăn uống, thức ăn và nước uống là trái cây, hoa, lá, nước cấu tạo bằng 12 màu sắc điện từ âm dương rực rỡ có khắp trong hành tinh này. Muốn ăn uống thì có sẵn. Quan hệ tiên nam tiên nữ tùy thích, không ràng buộc dòng tộc hay lễ nghi, để tiếp nhận chung ấm thân từ loài người vãng sinh đến. Khi tiên nữ có thai, bay đến ao sen đẻ trong hoa sen một noãn tiên lưu giữ trong đó để đúng ngày tháng mới sinh ra. Một tiên con được sinh ra tùy theo noãn tiên đó ở trong hoa sen nào của cửu phẩm liên hoa như dưới đây. 1. Thượng phẩm thượng sinh, 1 năm được sinh ra. 2. Thượng phẩm trung sinh, 2 năm được sinh ra. 3. Thượng phẩm hạ sinh, 3 năm được sinh ra. 4. Trung phẩm thượng sinh, 4 năm được sinh ra. 5. Trung phẩm trung sinh,
5 năm được sinh ra. 6. Trung phẩm hạ sinh, 6 năm được sinh ra. 7. Hạ phẩm thượng sinh, 7 năm được sinh ra. 8. Hạ phẩm trung sinh, 8 năm được sinh ra. 9. Hạ phẩm hạ sinh, 9 năm được sinh ra. Nơi chín phẩm nói trên, một vị tiên con được sinh ra tự lớn lên. Nếu nghiệp phước đức đủ thì tuổi thọ là 10.000 năm. Còn nghiệp phước đức có bao nhiêu thì sống đủ với nghiệp phước của vị tiên đó mà thôi. Đời sống ở nước tịnh độ này như sau: sáng nào cũng đi cúng các nơi thờ Phật quá khứ. Khi làm xong công việc, muốn đi chu du đâu cũng được. Mỗi tháng có một ngày học công thức giải thoát. Sinh hoạt tiên nam tiên nữ tùy thích, không ràng buộc dòng tộc hay lễ nghi, để tiếp nhận chung ấm thân từ loài người vãng sinh đến. Ăn uống thì có trái, hoa, lá, nước, có để khắp trong nước tịnh độ này. Khi hết tuổi thọ, phải quay trở lại thế giới loài người, tạo nghiệp mới để luân hồi đi nơi khác. Đặc biệt, ở nước tịnh độ này, khi vị tiên hết tuổi thọ, trước khi quay trở lại thế giới loài người, được Đức Phật A-di-đà dẫn ra ao sen. Ngài nhổ một cành hoa sen đưa cho vị tiên ấy xem. Nếu vị tiên giác ngộ tánh Phật thanh tịnh của chính mình, thì Đức Phật A-di-đà xác nhận cho vị tiên ấy bằng câu: hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Được Đức Phật A-di-đà dẫn vị tiên này đến gần nơi phổ biến pháp môn thiền tông, cho nhập thai ở vùng này. Khi người này lớn lên, vừa nghe hai tiếng thiền tông là tìm đến học ngay, hiểu được công thức giải thoát và biết tạo ra công đức để trở về Phật giới. Còn vị tiên nào không giác ngộ, tự mình trở lại thế giới loài người tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. Đặc biệt, người tu theo pháp môn tịnh độ, Như Lai có mở con đường trở về Phật giới. Người nào muốn trở về Phật giới thì phải có 5 phần như sau. Một là phải có đầu óc thực tế, không mê tín. Hai là không tin những chuyện linh thiêng huyền bí. Ba là không cầu khẩn hay lạy ai. Bốn là không sử dụng thân tâm tu hành. Năm là lúc nào cũng ham muốn giải thoát. Người nào có đủ 5 đức tính nói trên thì người này sẽ được một vị Phật trong Phật giới sử dụng ánh sáng điện từ quang trong Phật nhãn điều khiển cho người này đến nơi phổ biến pháp môn giải thoát. Sau một thời gian, người này sẽ rõ thông tất cả những gì mà Như Lai dạy giải thoát ở pháp môn tịnh độ này. Danh hiệu lục quốc tịnh độ ở trong tam giới này như sau: 1. Nước tịnh độ của Đức A Sơ Bệ Phật ở hướng đông mặt trời. 2. Nước tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở hướng tây mặt trời. 3. Nước tịnh độ của Đức Nguyệt Đăng Phật ở hướng nam mặt trời. 4. Nước tịnh độ của Đức Phật Diệm Kiên Phật ở hướng bắc mặt trời. 5. Nước tịnh độ của Đức Phạm Âm Phật ở hướng trên mặt trời. 6. Nước tịnh độ của Đức Sư Tử Phật ở hướng dưới mặt trời. 4. Ai muốn đến cõi trời Tứ Thiên Vương hưởng phước và làm việc thì ở trái đất này hàng ngày phải làm 2 việc như sau. Thứ nhất, thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, lúc nào cũng ham muốn điều hành các hành tinh trong tam giới. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, hai nghiệp lực nói trên đưa chung ấm thân của người này đến cõi trời Tứ Thiên Vương sinh ra và sống ở đây. Cảnh và thân của trời Tứ Thiên Vương cấu tạo bằng 5 màu sắc điện từ âm dương rất đậm. Ở cõi trời Tứ Thiên Vương này luôn lúc nào cũng làm việc như sau: canh chừng xem có hành tinh nào quay lệch tâm thì điều hành cho đúng quỹ đạo lại. Có hành tinh nào bị tan rã do bị loài người rút lấy hết tài nguyên thì điều hành bụi không gian chui qua lỗ đen vũ trụ để tạo thành hành tinh khác. Hoặc loài người đánh nhau làm hành tinh bị phá vỡ thành bụi không gian thì trời Tứ Thiên Vương
cũng phải gom bụi không gian lại cho trôi qua lỗ đen vũ trụ để hình thành hành tinh mới. Mỗi hành tinh được hình thành hoàn chỉnh thì phải mất 1.000 năm, còn hành tinh ổn định nhiệt độ là 1.000 năm nữa. Sau đó, loài người ở hành tinh khác cũng ở trong tam giới này sử dụng phi thuyền chuyên chở người, động vật và thực vật đến sinh sống. Đây chính là thủy tổ loài người và vạn vật. Như Lai dạy ngắn gọn về hành tinh và sự sống nơi trái đất này như sau. 1. Chu kỳ sống của trái đất này cứ 10 tỷ năm bị tan rã một lần. Vì sao? Vì loài người rút hết tài nguyên và đánh nhau nên bị tan rã. 2. Khi hành tinh này bị tan rã thì ban bệ trời Tứ Thiên Vương làm những việc như sau để cho một hành tinh mới thế chỗ này. 1. Đầu tiên, điều khiển điện từ âm dương chui qua lỗ đen vũ trụ vào trung tâm sản xuất hành tinh, tạo ra vòng quay gọi là sức hút điện từ âm dương. Khi vòng quay này đạt chuẩn, kế tiếp ban bệ trời Tứ Thiên Vương. 2. Điều khiển hành tinh lửa chui qua lỗ đen vũ trụ vào trung tâm sản xuất hành tinh, quay thành một hành tinh lửa. Khi hành tinh lửa quay đạt chuẩn, ban bệ trời Tứ Thiên Vương. 3. Điều khiển hành tinh đất chịu nhiệt chui qua lỗ đen vũ trụ, bao trùm hành tinh lửa này lại, tạo thành là một hành tinh đất chịu nhiệt, bên trong là một khối lửa khổng lồ. Khi hành tinh đất chịu nhiệt này bao trọn vẹn được khối lửa khổng lồ và quay đạt chuẩn, ban bệ trời Tứ Thiên Vương. 4. Điều khiển hành tinh đất và cát chui qua lỗ đen vũ trụ phủ đầy trên lớp đất chịu nhiệt này để làm lớp đất cho muôn loài sinh sống. Khi hành tinh đất hút dính vào lớp đất chịu nhiệt và đạt chuẩn, ban bệ trời Tứ Thiên Vương. 5. Điều khiển hành tinh đá chui qua lỗ đen vũ trụ và rải nhiều nơi trên mặt đất này để tạo thành núi. Khi lớp đá được rải đúng theo ý muốn của trời Tứ Thiên Vương và đạt chuẩn phân bổ, ban bệ trời Tứ Thiên Vương. 6. Điều khiển hành tinh nước và muối chui qua lỗ đen vũ trụ để phủ đầy hành tinh đất đá này. 7. Tiếp theo, ban bệ trời Tứ Thiên Vương điều khiển hành tinh không khí chui qua lỗ đen vũ trụ cho bao phủ hành tinh lửa đất đá này. Khi đạt chuẩn, hình thành ra là một hành tinh tứ đại. 8. Kế tiếp, ban bệ trời Tứ Thiên Vương kiểm hành tinh tứ đại này xem coi có đạt chuẩn hút vật lý chưa. Nếu đã đạt chuẩn rồi thì 9. Ban bệ trời Tứ Thiên Vương điều khiển hành tinh này ra ngoài trung tâm sản xuất hành tinh và điều khiển vào vòng quay hoàng đạo 1 của hệ mặt trời. Thế chỗ mà trước kia có một hành tinh cũng tứ đại và điện từ âm dương do loài người phá bỏ. 10. Khi hành tinh tứ đại và điện từ âm dương được đưa vào vòng hoàng đạo 1 của hệ mặt trời, khi nào hành tinh này ổn định được nhiệt độ, thời tiết, sức hút điện từ âm dương và mưa vật lý được hoàn hảo, thì ban bệ trời Tứ Thiên Vương. 11. Quan sát trong bụi không gian có những mảnh bụi nào còn thực vật sống trên đó, liền cho điện từ âm hút mạnh bụi còn thực vật sống trên đó, đem đến hành tinh này và rải đều lên mặt đất để tạo ra sự sống thực vật. 12. Sau cùng, ban bệ trời Tứ Thiên Vương xem các hành tinh lân cận, xem hành tinh nào bị loài người sắp phá bỏ và có người muốn đến hành tinh này sinh sống. Ban bệ trời Tứ Thiên Vương liền điều khiển điện từ âm phụ giúp những phi thuyền có chở người đến hành tinh này sống để làm thủy tổ loài người. Tuần tự 12 phần như vậy trải qua cả tỷ năm, nhưng tuổi thọ của mỗi hành tinh tồn tại có 10 tỷ năm rồi bị loài người phá bỏ nữa. Nói về sự sống của loài người, ban đầu loài người sống vui tươi và hòa nhã với nhau, dần dần sinh sản ra nhiều, tranh giành đất đai và quyền lợi, rồi lập lại quy luật mạnh được yếu thua. Sau cùng
phá bỏ hành tinh này. Cứ mỗi lần loài người sống trên hành tinh này đánh nhau chí tử, là hành tinh này bị bệnh. Sau 7.000 năm được ổn định trở lại, mới có một vị Phật ra đời, dạy công thức vượt ra ngoài vòng luân chuyển của trái đất và một tam giới. Khi một vị Phật ra đời, dạy giáo pháp giải thoát, tồn tại có 3.000 năm. Sau đó, loài người đánh nhau chí tử nữa, trái đất này lại bị bệnh nữa. Cứ chu kỳ trái đất bị bệnh là 10.000 năm. Khi trái đất bị bệnh đúng 1 triệu lần, thì trái đất hoàn toàn bị tan rã thành bụi không gian. Như Lai cũng nói cho các ông rõ, trước khi Như Lai dạy đạo giải thoát, ở trái đất này từ đông sang tây, loài người không ai biết được sự sống chân thật nơi trái đất này. Vì vậy, người khôn lường gạt người ngu, còn người ngu lại tin tuyệt đối vào người khôn, nên gieo nhân quả với nhau không ngày cùng. Bổn phận của mỗi vị Phật là dạy sự thật cho loài người biết. Nhưng khi Như Lai nói sự thật ra, thì bị hai loại người khôn và ngu này chửi. Vì vậy, Như Lai dạy các ông và các người đời sau, muốn phổ biến pháp môn giải thoát này, phải tuân thủ hai điều. Một, không phổ biến chỗ đông người. Hai, người nào thật tình muốn giải thoát thì mới dạy họ, nhưng phải đợi họ năn nỉ hết lời. Nếu người nào không vâng lời Như Lai, thì thân mạng của người đó xem như bỏ đi vậy. Như Lai dạy thêm, ở trái đất loài người thích nhất ba việc như sau. Một là thích cầu xin và lạy lục người khác. Hai là thích người khác ban phước cho mình. Ba là thích làm con hay tôi tớ cho người khác. Giáo pháp giải thoát này phải đợi khi nào loài người văn minh lên cao, họ mới chấp nhận. Khi có nhiều người chấp nhận rồi, cũng là đến lúc trái đất này sẽ bị bệnh nữa. Lúc đó, trái đất này loài người không còn được bao nhiêu. Vì sao vậy? Vì con người sử dụng cái tưởng, tham và sợ của tánh người nên: một, thích cầu xin lạy lục người hứa ảo. Hai, thích nghe những người lường gạt. Ba, thích người có sắc diện đẹp. 4. Sợ những lời hù dọa của người khôn. 5. Sợ linh thiêng huyền bí. 6. Sợ thần thánh ma quỷ. Con người có 3 cái không. 1. Không chịu tìm hiểu sự thật. 2. Không chịu tự mình làm chủ đời mình. 3. Không chịu từ bỏ danh lợi. Con người có 3 cái dại. 1. Ai nói gì cũng nghe. 2. Ai bày gì cũng làm. 3. Ai bảo chết cũng chết. Như Lai dạy rõ về đạo giải thoát có 4 thời kỳ. Thời kỳ 1 gọi là thời kỳ thượng pháp, từ khởi đầu đến 500 năm. Thời kỳ 2 gọi là thời kỳ trung pháp, từ 500 đến 1.000 năm. Thời kỳ 3 gọi là thời kỳ hạ pháp, từ 1.000 đến 2.000 năm. Thời kỳ 4 gọi là thời kỳ mạt pháp, từ 2.000 đến 2.500 năm. Thời kỳ mạt pháp chia ra làm 5 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thời kỳ mạt thượng pháp, từ 2.500 đến 2.600 năm. Giai đoạn 2 là thời kỳ mạt trung pháp, từ 2.600 đến 2.700 năm. Giai đoạn 3 là thời kỳ mạt hạ pháp, từ 2.700 đến 2.800 năm. Giai đoạn 4 là thời kỳ mạt mạt pháp, từ 2.800 đến 2.900 năm. Giai đoạn thứ 5 là thời kỳ hạ mạt pháp, từ 2.900 đến 3.000 năm, là đúng chu kỳ của trái đất bị bệnh nặng nữa. Trái đất này bị bệnh đúng 1 triệu lần như vậy, rồi mới tan rã hoàn toàn thành bụi không gian, tức tuổi thọ của trái đất là 10 tỷ năm. 5. Ai muốn đến cõi trời Ngọc Hoàng, Thượng Đế để hưởng phước trong khuôn khổ trang nghiêm, thì ở trái đất này, hàng ngày phải làm 2 việc như sau. Thứ nhất, phải làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng tha thiết, ham muốn làm con của Thượng Đế, tự nguyện ngài sai bảo gì cũng làm, thệ nguyện tuyệt đối vâng lời Thượng Đế.
Ở trái đất này, ai có ba phần làm và ham muốn như nói trên, khi hết duyên sống nơi thế giới này, chắc chắn được vãng sinh đến cõi trời Thượng Đế sinh ra và sống ở đây. Cõi trời Thượng Đế được xem là chuẩn mực và trang nghiêm nhất trong tam giới này. Vì sao được danh hiệu như vậy? Vì cõi trời Thượng Đế này thi hành kỷ luật một cách triệt để, khen thưởng rất công minh. Do vậy, loài người sống ở trái đất này, từ cao nhất là vua, xuống quan và dân, ai ai cũng thích sinh sống cõi trời Thượng Đế này để hưởng hai phần, được làm con của Chúa Trời Thượng Đế, được ở bên cạnh hầu hạ Chúa Trời Thượng Đế. Vì có hai danh dự quá lớn như vậy, nên ở địa cầu này, ai ai cũng ham muốn vãng sinh đến cõi trời Thượng Đế này sinh sống. Muốn chắc 100% thì phải tin tuyệt đối Thượng Đế là đấng tối cao có quyền năng tuyệt đỉnh, không phản bội Ngài. Phải giúp đỡ người nghèo khó và vâng lời những vị đại diện Thượng Đế. Ngày đêm ít nhất 6 lần cầu xin lên ở với Ngài. Vị nào ở trái đất này mà thực hiện đúng các phần nói trên, khi hết tuổi thọ sống nơi thế giới này, chắc chắn được vãng sinh lên cõi trời Thượng Đế sinh và sống ở đây. Thượng Đế có dạy 4 phần như sau. 1. Cõi trời Thượng Đế là nơi sống đời đời. 2. Không đau khổ. 3. Với điều kiện là đừng vi phạm luật trời ở đây. 4. Thượng Đế có dạy rất rõ. Cõi trời Thượng Đế nằm ngoài quy luật nhân quả luân hồi trong tam giới này. Ăn uống thì có trái cây, hoa, lá, nước có sẵn khắp trong hành tinh cõi trời Thượng Đế. Chu du nơi nào cũng được, quan hệ trời nam và trời nữ. Do những vị trong ban điều hành cõi trời Thượng Đế sắp xếp ở trong khuôn phép và lễ nghi rất chuẩn mực để tiếp nhận chung ấm thân từ loài người vãng sinh đến. Trời con được sinh ra, tự lớn lên, không cần trời cha mẹ trợ giúp. 6. Ai muốn đến cõi trời dục giới sinh sống hưởng phước dương thật mạnh thì ở trái đất này, hàng ngày phải làm hai việc như sau. Thứ nhất, phải làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, khi làm phước, chỉ một lòng ham muốn sinh sống vui chơi đủ thứ có cảm giác thật mạnh. Làm phước càng nhiều càng tốt. Khi hết tuổi thọ nơi trái đất này thì chắc chắn được vãng sinh đến cõi trời dục giới sinh ra và sống ở đây. Hưởng phước ở cõi trời dục giới này là tự do, muốn hưởng gì cũng có. Tuổi thọ ở các cõi trời dục giới là 1.000 năm. Khi hết tuổi thọ, phải quay trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. 7. Trái đất có 5 loài sống chung gồm 1. Loài thần. Ai muốn luân hồi vào cõi thần hưởng phước âm thì phải làm hai việc như sau. 1. Tạo nghiệp phước thật nhiều. 2. Khi làm phước, phải là người đứng đầu nhóm để tạo bản lĩnh, là người lãnh đạo để tạo nghiệp phước âm, tạo lực cuốn hút. Khi hết duyên sống nơi thế giới này, chắc chắn được luân hồi vào cõi thần sinh ra và sống ở đây. Loài thần có 4 cấp như sau. 1. Là thần chủ thế giới. 2. Là thần trưởng của mỗi quốc gia. 3. Là thần vùng mỗi quốc gia. 4. Là thần bình thường ở mỗi quốc gia. Uy lực thần chủ thế giới. Vị thần này khi còn là một con người, giàu nhất thế giới, bố thí nhiều nhất thế giới, quyền uy lớn nhất thế giới, dưới trướng có đệ tử nhiều nhất thế giới. Nhờ phước nghiệp cái gì cũng nhất thế giới, nên khi được sinh làm thần, vị thần này sử dụng phước nghiệp và quyền uy cái gì cũng nhất của mình, nên muốn làm gì cũng được, như muốn mượn xác những người ở thế giới này mà có lòng ham linh thiêng huyền bí thì vị thần này mượn rất dễ dàng. Khi mượn xác được rồi thì vị thần tự nguyện tuyên bố 5 điều như sau. 1. Ta là thần tạo ra càn khôn vũ trụ này. 2. Ta là thần tạo ra loài người và vạn vật. 3. Ta là thần có quyền năng và quyền uy nhất. 4. Ta cho phước bất cứ ai đến cầu xin và lạy ta. 5. Theo ta rồi, không phản bội lại ta.
Vì sao vị thần chủ thế giới nói được như vậy? Vì vị thần này phước đức vô lượng, muốn nói gì cũng được. Giống như người ở trên trái đất này giàu có nhất, nói gì người khác cũng nghe. Bởi vậy, thế gian có câu, người mang túi bạc kè kè, nói lếu nói láo người nghe rầm rầm. Vì vậy, người có đầu óc tổ chức, họ lợi dụng người nói không thật này, tổ chức và bày nhiều chuyện, chuyện nọ, chuyện kia, dụ những người ngu khờ đến lạy họ và cầu xin họ. Quyền uy vị thần trường ở mỗi quốc gia. Vị thần này khi còn ở thế giới loài người là người giàu nhất nơi quốc gia mình sinh sống. Nhờ giàu nhất này đem của bố thí để hưởng phước đời sau. Trong lúc bố thí, họ cho mình là người đại bố thí, không ai bằng mình. Do ngã chấp lớn như vậy, nên khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được sinh làm thần. Nhờ phước đức vô lượng này, khi làm thần, muốn nói gì cũng được. Quyền hạn của vị thần này chỉ nằm trong phạm vi quốc gia của thần đó mà thôi. Mỗi quốc gia có một vị thần trưởng. Trên trái đất này có bao nhiêu quốc gia thì có bao nhiêu thần trưởng. Uy lực của thần trưởng: một, mượn xác ai cũng được với điều kiện người này thích mê tín dị đoan. Hai, muốn lập ra cái chi và nói gì cũng được. Ba, muốn cúng gì cũng có nhiều người tin và làm theo. Bốn, muốn cầu gì cũng có người đến nhờ. Uy lực thần vùng mỗi quốc gia, vị thần này có ít phước hơn vị thần trưởng, nên vị thần này tầm hoạt động ở trong phạm vi của vùng mình thôi, cũng giống như vị thần trưởng vậy. Thần bình thường không thực hiện lớn lao như những vị thần trưởng và thần vùng, mà chỉ làm những hiện tượng lạ để câu những người mê tín dị đoan đến cầu xin và lạy lục và cúng phẩm vật. Hai, loài người muốn đời sau làm người giàu sang thì đời này: một, làm phước thiện thật nhiều; hai, mong đời sau giàu sang, khi hết tuổi thọ chắc chắn sinh ra được thuận duyên làm người giàu sang. Muốn ở mãi trong dòng tộc thì: một, không tạo phước; hai, không tạo ác; ba, mong ở mãi trong dòng tộc. Khi hết tuổi thọ thì cứ luẩn quẩn ở trong dòng tộc để trả nhân quả nhẹ với nhau. Muốn làm ngạ quỷ thì: danh giật của người khác, lường gạt người khác, hết tuổi thọ được làm loài ngạ quỷ ngay. Muốn làm loài súc sinh, muốn làm loài nào thì sát hại loài đó. Muốn làm loài địa ngục, gây trọng tội. Muốn giác ngộ, tìm vị thiện tri thức học hỏi. Muốn giải thoát, tìm vị thiện tri thức học hỏi công thức. Muốn làm Phật, tạo công đức. Muốn làm Bồ Tát, tu một trong sáu căn phải được thành tựu. Muốn làm A-la-hán, phải dụng công tu hành đạt được bốn quả thanh văn.